Hôm nay, thứ bảy tuần thứ nhất thường niên. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gần cốt với tủy não, phân cách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa. Tất cả mọi sự đều phải phơi trần và tỏ ra trước mắt của đấng mà ta phải trả lệ. Vậy chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng không phải chúng ta có thượng tế không thể thông cảm sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Nên chúng ta hãy tin tưởng chạy đến tòa ơn Chúa, để nhờ Chúa thương đến, chúng ta được ơn Chúa tùy thời cơ thuận tiện. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống. Luật pháp Chúa toàn tiện, bội bộ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ vô. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống. Nhớ rằng Chúa chân trượt, làm hoang lạc tâm can. Mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống. Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mai muôn đời. Ban quy của Chúa chân thật, công minh hết thầy. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống. Xin Chúa nhầm những lời miệng con công bố và sự lòng con suy gầm trước thiên nhân. Lạy Chúa là đa tàng, là đấng cứu chuộc con. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống. Alleluia, Alleluia. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa. Linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng người và người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, người thấy ông Lê-vi, con ông An-phê đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông, hãy theo ta. Ông liền đứng dậy theo người. Và sẽ ra là khi người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Vì đã có nhiều kẻ theo người, những luật sĩ và biệt phái thấy người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ, những người khỏe mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp, Thiên Chúa gọi kẻ ngài muốn. Chúa kêu gọi ông Lê-vi và giúp ông thoát khỏi cảnh sống bất công. Chúa cũng kêu mời từng người chúng ta theo ngài để sống đời thánh thiện. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho con một điều rất quý, đó là sự tự do. Vì có tự do, con phải chọn lựa hoặc theo Chúa hoặc theo ma quỷ, tội lỗi, thế gian. Theo Chúa là để sống một cuộc đời thánh thiện. Theo Chúa cũng có nghĩa là từ bỏ tội lỗi, tính mê nết xấu. Lạy Chúa, chắc chắn rằng trong niềm tin con đã chọn Chúa. Nhưng trong cuộc sống, rất nhiều lần con đã làm theo ý của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Con cần phải đứng về phía Chúa để loại trừ tội lỗi. Tuy nhiên, cũng như ông Lê-vi được Chúa yêu thương, con cũng cần được Chúa ghé mắt đó nhìn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi đến dùng bữa tiệc tại nhà ông Lê-vi. Đó là cử chỉ thân tình và Chúa đã biểu lộ lòng nhân từ. Chúa đến nhà ông như một dấu hiệu
ông đã thuộc về Chúa. Hôm nay không những Chúa đến với con mà còn hơn thế nữa. Chúa dẫn con đến nhà Chúa, đến với Chúa để hưởng trọn niềm vui của người được ơn tha thứ. Xin Chúa giúp con biết dứt khoát, cương quyết can đảm đứng dậy đi vào cuộc sống mới như ông Lê-vi đã hành động. Chúa đã gọi tên ông Lê-vi và kêu mời ông đi theo Chúa. Hôm nay Chúa cũng gọi đích danh con. Chúa đang đứng đó chờ con. Xin Chúa giơ tay cứu vớt tâm hồn con đang ngập tràn tội lỗi. Được ở bên Chúa, con cảm thấy an tâm và hạnh phúc vì Chúa có sức mạnh thay đổi tâm hồn và cải hóa con trở thành người tốt. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Bàn chân, năm ngón. Một người thanh niên tên là Tony Melande bỗng trở nên quen thuộc với nhiều người kể từ khi Đức Giáo Oan Paulo đệ nhị đến viếng thăm tiểu bang California, Hoa Kỳ dạo mùa hè năm 1987. Nhiều người đã chứng kiến buổi lễ tiếp đón Đức Thánh Cha hôm đó và khó quên hình ảnh vô cùng cảm động khi vị giáo hoàng bước xuống từ một lễ đài cao để ôm hôn một người thanh niên đang hát với tiếng đàn guitar của mình. Điều gì đã làm cho khung cảnh ấy trở nên khác lạ và giây phút ấy đã trở nên luyến nhớ cho nhiều người. Tony là hiện thân của niềm hy vọng. Tony đã chào đời không có hai cánh tay, nhưng Tony đã vận dụng những ngón chân của mình để học đàn guitar. Không những thế, anh còn dùng chân trong nhiều công việc khác như xếp quần áo, bắt một ly nước chanh. Anh đã biết biến sự tàn tật, kém may mắn của mình thành một khả năng thuần thục. Ngạc nhiên trước khả năng lạ lùng ấy của anh, nhiều người đã hỏi anh bí quyết nào đã giúp anh chẳng những chấp nhận chính mình để sống bình thường mà còn sử dụng guitar một cách tuyệt diệu như thế. Anh đã trả lời như sau: tôi đã cầu nguyện, lạy Chúa, xin nhận lấy con và dùng con theo thánh ý Chúa. Tôi đã tự hiến cho Chúa như một của lễ sống động và Chúa đã nhậm lời tôi. Không ai trong chúng ta chọn lựa được sinh ra hay không sinh ra. Không ai trong chúng ta chọn lựa làm đàn ông hay đàn bà. Không ai trong chúng ta chọn lựa được làm người xinh đẹp hay xấu xí, thông minh hay ngu đần, khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn. Dưới mắt người đời, mỗi người chúng ta đến trong trần gian này với cả một định mệnh. Người ta vẫn nói, có người sinh ra dưới một ngôi sao xấu, có người sinh ra dưới một ngôi sao tốt, có người kém may mắn. Nhưng trong ánh mắt tình yêu của Thiên Chúa thì số phận nào cũng có một luồng hồng ân cao cả. Trong chương trình quan phòng của Ngài, mỗi người dù nhỏ bé hèn mọn, dù tận tật bất hạnh đến đâu cũng đều có một chỗ đứng. Do những bất trắc của thiên nhiên hay do hậu quả của tội lỗi, nhiều người phải sinh ra với tất cả một gánh nặng của bất hạnh. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc về những hư hỏng ấy. Ngài luôn có một chương trình dành cho mỗi người. Lắm khi chúng ta thấy được những kỳ diệu của Thiên Chúa được thể hiện qua những bất hạnh, mất mát của con người. Bài trích sách Lẽ Sống.